Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Đời dạy ta trăm ngàn cách giữ, Phật dạy người chỉ một chữ buông. Buông ở lý, không phải buông ở sự. Nếu buông ở sự của chúng sanh, không cần làm việc, không cần kiếm tiền, không cần chăm sóc bản thân, không màng đời sống thường nhật ra sao, buông như thế khác nào người vô tâm. Chúng ta vẫn làm tròn bổn phận, làm tròn đạo làm người. Có gia đình thì chăm lo cho gia đình, có việc thì lo làm việc, có thân thì phải biết dưỡng. Buông ở lý là buông từ trong tâm, cũng như tu là sửa ở tâm. Giả dụ người có gia đình lo cho con cái, lo cho chúng ăn học như thế nào, dạy chúng cách sống thiện lành. Khi chúng trái ý mình, không vâng lời, không nên để trong tâm. Áp dụng chữ buông, không dùng tuệ là chấp ngã. Giả dụ khi con cái không vâng lời, giận quá bỏ mặc chúng, không nuôi dạy, không cho chúng học hành, trong lòng đầy oán trách chúng, đó là buông ở sự, không phải buông trong tâm. Mời chư vị nghe lời ứng đáp, lời chia sẻ từ một người mẹ trẻ. Cô mang nhiều tâm tư chuyện con cái. Cô đã có những chia sẻ chân thành khi gửi thông tin xem mệnh. Con có niềm tin vào tâm linh, vào tôn giáo, tin vào nhân quả. Con chỉ bận tâm nhiều nhất về bé đầu. Mọi thứ bé đang chậm hơn so với tuổi. Bản thân con rất lo lắng, bạn ấy học và chơi chậm hơn và non nớt hơn những bạn khác. Lo lắng bạn ấy sẽ tự ti và buồn phiền nhiều. Do tính con hay lo nghĩ, nên khi lo lắng việc gì con không thể tập trung được, không thể làm việc được. Con bị phân tâm hoàn toàn và cứ nặng lòng mãi cho tới khi vấn đề được giải quyết. Nhưng không phải lúc nào vấn đề cũng được giải quyết. Bản thân con đã có hai bé trai. Con mong muốn và luôn khao khát có thêm một đứa bé gái. Con nhận thấy điều con mong cầu và trăn trở nhất chủ yếu đến từ con cái. Con luôn khắc khoải, lo lắng, nặng lòng về con cái. Không hiểu sao lòng cứ mãi thương xót, buồn phiền về các con. Luôn lo sợ các con sẽ buồn lòng, vì hai bé nhà con rất nội tâm. Vấn đề gì ảnh hưởng tới tâm lý của các con đều phát sinh ra bên ngoài. Luôn lo lắng cho chúng vì hai bé nhà con rất nội tâm. Lo chúng sẽ gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý. Con mong muốn có được nội tâm an lạc, ít muộn phiền, ít lo lắng. Do con chưa tu tập được nên không chút bỏ được phiền não, thành ra ăn uống ngủ nghỉ không ngon. Trên là lời chia sẻ của một người mẹ trẻ. Khải Toàn xin hồi đáp. Chị vốn là người tốt, đôi lúc không quản được cảm xúc của mình khiến tâm mê lầm. Người đang mơ cảnh dữ, đau khổ hoảng hốt chợt tỉnh giấc, biết mình đang mơ. Người mê lầm cũng như thế, bị sợi dây nghiệp lực cột chặt vào tình thân, cột chặt vào danh lợi, không dễ dàng thoát ra nếu không tỉnh giấc. Đời người phải chăng là sàn diễn, không có vai nào là thật. Muốn thấy được lẽ thật, muốn tỉnh giấc, mỗi người phải dụng công tu tập, tự chuyển nghiệp. Bản thân chị gom quá nhiều tâm tư của con cái vào trong lòng mình, tự mình gom bao phiền não mang tên con cái. Để thoát khỏi, chỉ có tự mình chuyển hóa những tâm tư thành thực tại, tự mình cho vào cũng tự mình chuyển ra. Con mình như thế này, con mình như thế kia, chúng quá hiếu động hay là kém hòa nhập, tất thảy là nghiệp duyên của chúng. Vì mỗi người phước duyên không như nhau từng tạo tác đời trước. Hai người con đã chiếm toàn bộ tâm tư của chị. Chị chia sẻ lại muốn có thêm một người con gái. Nói đúng hơn là chị khao khát có thêm một người con gái. Mong muốn con vui vẻ, mong muốn con hoạt bát và bớt nội tâm. Bản thân chị mong muốn được nội tâm an lạc, ít buồn phiền, ít lo lắng. Thưa chị, vấn đề của chị ở bên trong, không phải ở bên ngoài. Con cái chỉ là đối tượng cho cái ngã chấp vào. Không có con cái, chấp ngã sẽ tìm đối tượng khác.
phải chiều lòng nó trong mọi hoàn cảnh. Ngã là tôi, chấp ngã là chấp vào cái tôi phải thế này, tôi muốn thế kia. Lìa chấp ngã hay thoát khỏi sợi dây nghiệp lực cần 3 đến 5, 10 năm. Thông qua tu tập, thông qua gió pháp lành, thông qua lời chia sẻ từ chị tin vào tâm linh, tin vào tôn giáo, tin vào nhân quả và muốn an lạc. Và cái ý trên là lời chia sẻ chân thiện từ Khải Toàn. Tu sửa là con đường duy nhất chuyển hóa nghiệp lực. Để thực hiện mong muốn nghe có vẻ tầm thường, giảm phiền não, ăn ngon ngủ ngon như chị mong muốn ở hiện tại. Sau đây là một lời chia sẻ từ vị gia chủ tuổi Thân. Con luôn có niềm tin về tôn giáo và tâm linh. Càng về sau con càng mong muốn có được học hỏi và hướng theo Phật giáo. Hiện tại vì kinh tế còn khó khăn, do vẫn còn dư âm của việc vỡ nợ của gia đình, công việc chưa thật sự bứt phá. Con mong muốn có công việc phát triển tốt và có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Mong cho gia đình mọi người khỏe mạnh bình an. Mong muốn có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Và mong muốn có thêm một người con mới với người ở hiện tại. Khải Toàn hồi đáp: theo sinh thần bát tự của chị, từ tiền bạc, tình cảm, gia đạo, tất thể đều kém. Kém trong hiện tại tức là đúng với vận và mệnh của chị, đúng với số mệnh của lá số. Nếu nó khác đi tức là chị đã thay đổi từ bên trong. Mong muốn bình an, khi tu tập là người có công phu, tâm an thì mọi cõi đều an. Khi chưa có công phu, nhìn ai ở đâu cũng không an, nhìn ai ở đâu cũng nhiều chướng ngại. Mọi phiền não bắt đầu từ chữ muốn. Phật dạy, ít muốn biết đủ là an vui. Những tham dục liên quan đến tình cảm đa phần là khổ não. Đặc biệt với người tâm chưa rộng mở và ở thời vận kém. Giả dụ có một đứa con, ta mất 20 năm trả nợ cho chúng, lo lắng cho chúng, mất cả trăm ngàn thứ chuẩn bị cho chúng. Chị nên cân nhắc lại, vì lấy càng nhiều là có càng ít, không còn khoảng trống cho tâm hồn của ta. Bình an và hạnh phúc ở bên trong, không phải ở bên ngoài, không phải do người khác giữ. Tất cả những vị đang phiền não, hãy ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền. Tâm an tịnh sẽ thấy được nguồn gốc của khổ. Cái khổ mà ta đang vướng mắc là gì? Không tĩnh tọa hành thiền, ta mãi vọng tưởng, không có khoảng trống để tâm nhìn lại bản thân, không thấu hiểu vì sao mình khổ và con đường thoát khổ. Phải chăng trong 49 năm Đức Phật thuyết giảng hai điều: một là khổ, hai là con đường gì khổ. Để đoạn được cái khổ, chúng ta cần một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm an tĩnh. Thiền là một phương tiện, thiền là một thần dược giúp tâm định tĩnh. Đời dạy ta trăm ngàn cách nắm giữ, Phật dạy người chỉ một chữ buông. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.